Đào, Xuân, Bình Phước. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Bây giờ thì Quỳ Linh đang có mặt tại Thiên Môn Sơn, một trong những gọi là cổng trời ở tại Trung Quốc. Đây là một trong những cái điểm rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm. Từ lên đây đi cáp treo khoảng lên trên đỉnh núi khoảng độ chừng gần một tiếng đồng hồ mới tới. Xung quanh là núi non trùng điệp. Xin chào Thanh. Chào Lý Thanh người. Hiện nay thì nào giới thiệu chút xíu lại. Giới thiệu chút xíu về về Thiên Môn Sơn này lại. Đây là một anh chàng hướng dẫn viên rất là đẹp trai của du lịch Việt ha. Mình lên giới thiệu là được rồi. Đó. Ở đây cái ngọn núi này cao bao nhiêu lại? 1500 m. Ồ, 1500 m. Có cái cáp treo dài nhất trên thế giới là 7.455 m. Chúng ta đang đến một cáp treo dài nhất thế giới 7.455 gọi là km. Ủa, mét. Cáp treo dài nhất trên thế giới. Từ đây chúng tôi đi lên trên đỉnh nha. Từ trên đỉnh đi xuống thì đi khoảng độ 2 tiếng đồng hồ mới tới. Ở đây gần như là gọi là một điểm cao nhất. Đấy. Mọi người hướng mắt xem nha. Ở trên đây là tuyết mây phủ quanh năm luôn. Người ta gọi là cổng trời rất là đẹp. Đó. Chúng tôi đang đi cùng với du lịch Việt. Quay anh hả? Chúng tôi đang đi cùng với công ty lữ hành du lịch Việt. Đẹp lắm. Giá tour ở đây thì cũng không có mắc lắm, rất là hợp túi tiền với nhiều người ha. Lại em có thể cho mọi người biết giá tour ở đây là giá mình đi 5 ngày là khoảng 14 triệu rưỡi. Còn mình đi 4 ngày là khoảng 14 triệu. Tầm giá đó. Tùy theo cái thời điểm là cái giá nó sẽ khác nhau. Vậy à. Tức là khoảng 17 triệu mình đi được 5 ngày. Là ăn uống đi lại tất cả khách sạn ăn ở luôn. Đẹp lắm mọi người. Cao quá trời cao luôn. Rồi cho chụp cái đi. Rồi. Chụp lại đi. Ba đứng chụp nha. Ủa, Lê Dũng nhìn đằng sau là sao? Là Lê Dũng đang ở sau hả? Đâu? Chúng tôi đang đi một đoàn gồm các gia đình với nhau. Đây là Long, bạn tôi. Hiện nay là có mười mấy gia đình cùng đi chung với nhau một cái tour du lịch rất là 15 gia đình cùng đi với nhau. Lúc nào đó thì Quỳ Linh sẽ tổ chức một cái tour du lịch cùng với du lịch Việt ha, để chúng ta có thể tạo nên sự kết nối yêu thương của tất cả các thành viên gia đình với nhau nha. Đó. Đẹp lắm mọi người ơi. Chúng ta sẽ mình đi đây là gì quên mất rồi. Trương Gia Dưới, Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Nếu như mọi người mở trên mạng xem là Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn thì chúng ta sẽ biết được nó đẹp cỡ nào nha. Đẹp lắm. Trương Gia Giới nó giống như cảnh thần tiên rồi đó. Còn Phượng Hoàng Cổ Trấn là một trong những thành phố cổ rất là lâu năm. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mình đi từ hồi sáng sớm tới giờ mà lên chưa tới đỉnh nữa. Mũ hồng. Không khí ở đây rất là mát mẻ nha. Lên đó thì sương bao phủ quanh năm luôn. Hiện nay thì Quỳnh Linh đang ở cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5 tiếng bay, gần 5 tiếng bay mới tới. Xin chào. Ồ. Thủy Lâm, Bến Tre. Anh đang ở Trung Quốc, Thủy Lâm ơi. Ok. Mọi người cơm trưa. Bây giờ chắc có lẽ mọi người đang cơm trưa đúng không? Linh vẫn chưa ăn cơm trưa. Bây giờ ở đây là 1 giờ. Theo đồng hồ của Trung Quốc thì đi trước mình khoảng tiếng đồng hồ. Tiếng đồng hồ. Hả? À. Rồi, chào chị. Livestream chị Kim Anh. Kêu Hùng lên. Kêu Hùng lên live vô xem đi. Đó, chị Kim Anh. Vô. Ok. Đang livestream. Đó. Hồi nãy ở trên núi kia rất là đẹp, nhưng có lẽ rằng nó sương mù nhiều quá. Mũ hồng, đúng rồi, mũ hồng nó mới đẹp. Của du lịch Việt là mũ hồng không à. Đẹp lắm, ngọt ngào lắm. Đây, ok. Trang Quỳnh, Trần Ánh. Chính là tôi. Hoàng Oanh chưa ăn cơm. Livestream khỏi ăn luôn. Tường Vi Nguyễn Ngọc, giờ 12 giờ hả? Ở đây là 1 giờ rồi. Candy Lee đang ở Trung Quốc. Họ ba lá. Ô, đây. Mọi người thấy nha, từ ở trên núi nha. Mình xuống nha. Mình xuống đây. Đó. Dép tổ ong đã tới Trung Quốc. Đây, dép tổ ong đã tới Trung Quốc nha. Đây nha. Đó. Đây. Thấy chưa? Công ty du lịch Việt là của anh Quỳnh Linh phải không? Không phải, anh Quỳnh Linh. Công ty du lịch Việt là mình đi tour thôi. Nhưng mà công ty rất là tốt, nói chung là rất là chu đáo với mọi người. Mọi người lên thiên môn sơn đi, quá đẹp. Đúng rồi, ở Trung Quốc, Phạm Dung ở Trung Quốc không được xài Facebook. Anh xài vậy rất là hay, bởi vì ở đây có một cách xài được ha. Đúng rồi. Đó. Lý Mạnh Hùng có đi Trung Quốc đua xe không? Bùi Thu Huyền. À, thấy anh không ăn nữa hả? Cảm ơn em. Thôi ăn cơm đi. Trưa rồi. Xin chào. Chào Trần Anh Dũng, chùa Kim Quy, Nguyễn Hoàng. Đôi dép ông đã ngược xuôi mọi miền đất nước, đúng rồi, dép tổ ông đã xuất hiện ở Trung Quốc. Dung Nguyễn, ok, anh sẽ mua quà về cho em. Lâm Phan Phú, Cần Thơ, thế nào? Thảo Nhi,
đẹp lắm ha. Trần Ánh giá cả rất là ok, giá cả của du lịch Việt rất là hợp túi tiền và chúng ta sẽ được đi rất là nhiều nơi. Đi Phượng Hoàng cổ trấn rất đẹp mọi người ơi, nên đi đi. Hoa Quỳnh sao con lấy ra dép màu hồng hả? À đúng rồi, anh phải đội nón màu hồng, mang dép màu hồng luôn. Nón hồng sao không? Hỏi. Ok. Hỏi anh nón hồng sao không mang dép hồng? Đâu? Ok. Đây. Đây nha, xung quanh bây giờ Quỳ Linh sẽ đi lên trên đỉnh đây. Ok, Bùi Thu Huyền. Cảm ơn rất nhiều nha. Rồi chúc mọi người ăn cơm trưa nha. Bây giờ Quỳ Linh bắt đầu đi lên đỉnh đây. Hả? Ai có lên đỉnh thì lên nha. Bye bye. Chúc buổi trưa thật là vui vẻ nha. Một buổi trưa thật là tuyệt vời. Phượng Hoàng cổ trấn nha mọi người. Nhớ mọi người lên Google xem Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới, cực đẹp luôn. Đẹp lắm. Phải nói đây là nơi du lịch rất là lý tưởng. Đấy. Hồng Loan Võ ngày thứ ngày 7 có quà Trung Quốc nha. Yeah nha Hồng Loan Võ. Ok. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu lên núi đây, hay nói cách khác là lên đỉnh nha. Tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ gặp lại. Còn bây giờ mình bắt đầu đi đây. Xin chào. Chào Thanh Ánh.